Theo là Leo xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Âm linh Mỹ thực sự đôi khi không đắt như chúng ta vẫn nghĩ, mà nó có một mức giá rất vừa phải và hiệu năng đem lại rất xuất sắc. Đó chính là Amri Zogo Cronus Integrate Amnifier Mark 5 phiên bản 3. Mình đã từng giới thiệu cách đây một thời gian Amri phiên bản 2 của thế hệ Amri Mark 5, và nó đã là một trong những Amri bán rất chạy ở thời điểm đó, và nó đem lại hiệu năng thực sự tốt. Và này hãng tiếp tục cải tiến dòng sản phẩm này và đem ra thế hệ âm ly mới nhất, đó là Mark 5 3 la mã, để chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao thế hệ này còn xuất sắc hơn rất nhiều so với sự khác biệt của thế hệ trước. Ta sẽ tìm hiểu ngay về chiếc âm ly này. Tên đầy đủ của chiếc âm ly này là Rose Audio Cronus Mark 5 3 la mã. Vậy là nó đã phát triển được lên đến phiên bản thế hệ thứ 3. So với phiên bản 2 thì phiên bản 3 có mức giá chênh lệch tương đối đáng kể, khi nó có một mức giá chênh khoảng 1.000 đô. Nhưng mà 1.000 đô này là 1.000 đô hoàn toàn là với một sự cải tiến rất lớn, khi nó cho ta có thể đánh ở một chế độ là Triod với cái mức hiệu suất âm thanh là cho âm thanh hay hơn và ấn tượng hơn rất nhiều so với phiên bản trước. Ngoài ra nó vẫn giữ được những cái bản sắc của phiên bản trước. Thứ nhất, chúng ta phải nói đến đây là một âm ly của một hãng âm thanh ở Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Tiếp theo là phần mức giá của nó. Nó có mức giá là khoảng 82 triệu đồng cho một sản phẩm chính quốc được sản xuất tại Mỹ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mức công suất danh định. Đây là một âm ly đèn mà có mức công suất lên đến 100W mỗi kênh ở trở kháng 8 ohm. Đây là một âm ly đèn thiết kế với cái mạch push-pull nên nó mới có thể khỏe đến như vậy. Và ngay ở một cái âm ly đèn push-pull 100W mỗi kênh ở chiều kháng 8 ohm thì thực sự đây là một mức công suất rất lớn. Nó có thể kéo được tốt rất nhiều đôi loa khó tải, và nó cũng đánh rất tốt những cái loa mà có chiều kháng 4 ohm. Thì với những cái giá cả, với những cái mức công suất như thế, lại là sản xuất tại chính quốc, nó là một cái sản phẩm rất phù hợp với những ai mong muốn tìm cho mình được một cái chất âm hoàn toàn là đậm chất Mỹ với một cái mức giá có thể gọi là phải chăng. Thì âm ly này được ra mắt tại cái hội chợ về âm thanh cao cấp là CES 2019 vào dịp đầu tháng 1 của năm 2019. Thì tới nay nhà sản xuất đã chính thức tung ra là Cronus Mark 5 3 la mã ra thị trường. Thì chiếc âm ly này nó mới xuất hiện ở Thiên Hà Audio không lâu. Và một lần nữa hãng đã nỗ lực để cống hiến cho người hâm mộ phiên bản 3 la mã với một cái đặc điểm nữa là nó bổ sung cái bo mạch Phono MC tinh tế. Ngoài ra là một cái âm ly để chơi tai nghe. Đây, một cái âm ly để chơi tai nghe khi nó có một cái mức công suất để kéo tai nghe là 2W, mức công suất rất là lớn. Đây, chúng ta có thể lựa chọn cái đường Phono đây. Đây là một cái điểm khác biệt so với thế hệ trước, nó bổ sung thêm mạch Phono chất lượng cao. Thì riêng cái bo mạch Phono thôi nó cũng đã có thể đáng giá lên tới 500 lên đến khoảng 1.000 đô rồi. Như vậy là cái mức chênh 1.000 đô thì thực ra không phải là cao khi chúng ta được bổ sung thêm bo mạch Phono chất lượng cao. Ngoài ra là nó được bổ sung thêm một cái tính năng mà chúng ta có thể chỉnh được bằng một cái công tắc gạt ở đằng sau, giúp cho chúng ta có thể chuyển sang chế độ gọi là chế độ triode. Lúc này khi ở chế độ triode thì âm ly sẽ trình diễn với một cái mức công suất là 60W mỗi kênh. Thì khi trình diễn ở chế độ 60W mỗi kênh triode thì âm thanh của âm ly Mark 5 3 la mã sẽ mềm mại, tinh tế và sâu lắng hơn, sẽ hợp với việc chúng ta sử dụng những cái đôi loa nhỏ hay loa có độ nhạy cao, và rất phù hợp nếu chúng ta nghe nhạc lãng mạn, nhạc chậm, những bản nhạc pop ballad, những bản nhạc trữ tình. Và khi cần để đánh những cái đôi loa khó tải hơn, hoặc là muốn nghe những cái loại nhạc mà nó cần đến cái độ động âm thanh lớn, thì chúng ta sẽ chuyển lại sang chế độ siêu tuyến tính là mức 100W mỗi kênh. Vậy là rất là hay khi chúng ta có thể tùy biến được âm thanh theo ý mình. Chưa kể là chúng ta có thể thay thế được những cái bóng khuếch đại ở đây bằng những cái bóng hay hơn để cho âm thanh hay hơn nữa. Nhưng với một cái dàn bóng và gồm 4 bóng công suất là KT120 thì mình thấy âm thanh đã rất là ưng ý rồi, và thật sự là rất ưng ý với cái giá tiền này. Còn đây là những cái bóng tiền khuếch đại 12AU7 và 12AX7, là những cái cấu hình mà hãng đã test và cảm thấy nó rất là hợp lý.
Chưa hết thì nhà sản xuất còn cải tiến mạch khuếch đại line state thêm một mức nữa, giúp âm ly cải thiện đáng kể cái độ ồn nền. Vì vậy nó rất phù hợp với việc phối ghép đa dạng ngay cả khi chơi cùng với những cặp loa có độ nhạy rất cao. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu những cái thông số cơ bản cho âm ly này. Ngoài ra một đặc điểm rất là dễ quan sát đó là cái phần tăng phô, những cái biến áp nguồn, biến áp sốt âm. Đây đều là những cái linh kiện chất lượng cao và được hãng chọn lọc rất là cẩn thận và đo đạc rất là kỹ. Nói chung nếu với những ai cần tìm cho mình một cái chiếc âm ly ấn tượng, đạt hiệu năng giá thành tốt, sản xuất tại Mỹ trong khoảng tầm giá khoảng tầm 82 triệu thì mình nghĩ là âm ly này là một trong những sự lựa chọn hàng đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm âm nhạc. Ở đây thì mình có cái cấu hình phối ghép và mình thấy rất là phù hợp. Đây cũng là một trong cái gợi ý khi sử dụng âm ly này và muốn tìm cho mình một cặp loa như ý. Đó là loa Tannoy Tamari GR. Đây thực sự là một đôi loa rất nổi tiếng và được nhiều audiophile mến mộ. Và theo mình thì đến nay mình cảm thấy đây không phải là một đôi loa khó đánh. Nó có thể ghép tốt với nhiều âm ly đèn khác nhau và kể cả âm ly bán dẫn. Và trong đó thì mình thử nghiệm với âm ly Rosso Oreo Cronus Magnum 3 la mã cho âm thanh rất tốt. Và mình xin giới thiệu combo này với mọi người. Quý vị các bạn nghe ở chế độ là ba cực là triode mức 6W mỗi kênh để có thể cảm nhận được âm thanh tinh tế nhất. Trực tiếp với Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 Thái Hà Nội. Hãy liên hệ với chúng tôi để có thể nghe thử trực tiếp chiếc âm ly này, một chiếc âm ly đèn rất tuyệt vời đến từ Mỹ. Nếu quý vị các bạn thấy clip hay thì hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hà Audio để luôn được đón xem những clip hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.